Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp ông Mike Knapper, Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Maurice Dalmore, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chúc mừng ông Mike Knapper, Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới ông sẽ quan tâm ủng hộ và là cầu nối để thúc đẩy quan hữu nghị hợp tác toàn diện giữa đà nẵng với các địa phương tổ chức và doanh nghiệp hoa kỳ nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đã giới thiệu khái quát về Đà Nẵng, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời đề nghị Ngài Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xúc tiến các hoạt động tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Đà Nẵng đang ưu tiên, trong đó có dự án trung tâm tài chính và lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông Mark e. Knapper, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá rất cao sự phát triển của Đà Nẵng và cho rằng Đà Nẵng có lợi thế về vị trí địa chính trị, nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế, đặc biệt là về du lịch. Tân đại sứ Hoa Kỳ cũng đã tìm hiểu thêm về định hướng phát triển của Đà Nẵng và cho biết chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội mới, bước tiến mới cho việc sẵn sàng mở rộng hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Đà Nẵng và chắc chắn sẽ có nhiều công ty tài chính IT của Mỹ đặc biệt quan tâm đến dự án trung tâm tài chính của Đà Nẵng.